chân châm đằng cơ đuông thoa mà chết nẹ sợi hào sọc ná bàn đầm ná ca một cổ bò chân châm đằng cơ đuông thoa mà chết nè khai mê xa chân nằm bì phôn bà phầy mối sật nơi tì tăng phùng vì miền trống sẵn gạch cà răng thân ông khăn sàn sóc rì thân nếp nông bình nè sợi bà này đằng thá đầm bông lái ca chân châm miền tìp xa lõ tà tù bàn ca quàm trò khlắng nòm oi nè sợi bông rì ca chân châm rà hốt đo tờ buôn rơi cà thốn khả nạ bà chạy bón tìm xa nít cầm bông thật lại cho kháng nơi rít thân đi phần bình hai nạ sợi có cắt bằng thói chùm nôn trên chấm phòng đài tìm môn cư nhâm khuyên tìm xa thống đôi thà khuyên ca ở nhằm chết à cảm năng dùng tù tam thịt ở thịt thọc hay nâng ở Facebook á nâng chẳng ở bên nắp tù chết hay ca nhìn châm ca ở đề thà chọn riêng chọn ấy của miền Trà này chẳng bên nâng cứ nhôm mở tờ tua bọt đồn phong lụa riêng phong hay nâng tờ tua bằng riêng tiền chấm bút mùa hè này cả lại cho tiệp xá nẹt say àng thá đã xa ca chân chấm chán khnông pe đã đang cởi đúng công phong tập tục khắng nơi âm long khai mỹ thuật ná đọc khai tổ lát chân nam môn pe núp cọp tục ca tính nâng ca nhằm chán đài hỏi pe đã khởi tục khắng anh chấn mà đẹp nẹt có trẻ ta chân chấm lũ tam khnía thưa ở tiệp xá mùa nít lại cho một đó pe bạch bòn nẹt say ban bạch chạ prà pi bạch chạ cái tên chân chấm đang cởi đúng thá trơm biên mê pu chập bị buôn tờ pram cú khnông mùi cả thốn hỏi prà đầm lốn xâm bọ đốn chùm này cố năng tật y ấm li bình chô nia thưa chi chùm nấy đai thưa ca đạ mê rì dạ pel mùi sạp đá tờ đập ngáy tờ vi nhọt con trên mọc đằng cờ đuống kê dọc tờ chùm ấn thưa mà hốp đòi bầm phong án cha cướng rư nhằm cháu chi mũi tật trầy tôi theo quả hiền nhằm cháu quật sro tờ chùm mùi đâm tờ quật pu hết sro tật và hai chữ pin tí cứ đuông ở quật ngọc ở hàng chân tới dương sòng về lá ngờ vô à tật trời dương nhám trời cha ở sầm mỏng trời sầm mỏng chùa môi đồng qua sập biển ở chùa lụa nhám có ai nhám cao này hai môi tiết ở còn ai vô ở đuông nắng phơ ở cha cương rồi có cha mẹ phơi có ban này đang cơ đuông bầm bóng chia à hà đại bình nhị dũng nơi prate mùi chùm nún đôi chia prate thái việt nam khả nạ mà nông mùi chùm nún có bồ đập hộp cháu đại bà đòl bà giói xâm rạp sọc hợp hiếp rù miên chiết cờ bồn y trát chiết sơ sáy cờ chốm chiết đạch nè xe rây hào sổ ná bà này đang thá nơi prate thái đang cơ đuông bình trầm tài chân này thơ mà hộp nụ tế kê dọc viết từ thơ thân nằm bầm bồn sọc hợp hiếp chui xâm rùl sơ sáy chiếm nâng cắt bần thói chiết acid nơi sọc khám ai dương ở toàn miền này có phần tay nơi bà tê thái cư kê ở dọc đuông nâng bổ mô thơ chi ở tháng 5 bổng con sọc thiệp vời của đuông chùm núi sọc thiệp chả là tiếp xa lụ đằng cờ đuông rồi bỏ nẹ sợi hào sọc ná đầm bông lói nẹ sợi miền đại cú chùm mùi cừu bằng riêng đại chùi bỏ đáy bà đỏ tê tê chân ở nẹ sợi hai nẹ sợi tờ tù bỏ đồng phóng lụ rì phóng nâng miền tờ tút bằng riêng phóng đài chùm bộ đầm lại đằng cờ đuông nẹ sợi lụ bàn bàm phì mơn riêng khăn nông mỗi kg tôi chia ra ná nẹ sợi hào sọc ná chọn ở xa hạ cơn tiền ốc công bạ tật chất trâu bằng chân xa mặt tập hiếp nơi khăn nông khuôn ai ó bà chạm một rộ bò vầy cỡ đói đâm bây ạ đang thá ở vầy đại khuôn thuở tới chuột chế rư mình chuột chế hai bà mình chân xa đại tế cư dương mình đang lật tập hóa trẻ xa đánh đôi chân nẹ sợi đá ca chân châm đang cờ đuống và đàm chân bị ca sợ lái nâng chô chất bốc xóm nâng đồng rời ca tiếp xá chân môi ở vầy đại dương chê phò nút cư tiếp xá nâng ách đá bị bạch sắp tờ ca sắp hỷ rối đa nẹ sợi ả an thá ní cư chuột chế hỏi.